Lại 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 hát sao lại quên đi mà anh sẽ không còn đúng không? lại 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 giọng ông hát phải đó nghe đúng cái gì á. Trời, cái map tới đây thì mình ra mắt em Liên Quân và tới đây chắc biệt đội Free Fire không được phép chơi Liên Quân. Đúng rồi, chơi là bị chơi. Em được chơi mà. Na được chơi. Na kia em qua em mới chơi. Solo với anh kê xong. Solo thua đúng không? Thắng 2 trận luôn trời. Ghê yeah, hả? Anh kìa canh nhường chứ đâu. Em nói em sắp qua bên quân limit rồi. Đi mid luôn hả? Hả? Chứ sao? Đi mid là đánh hụt đúng không? Giữa. Giữa. Mid á, mid là hụt á. Mid á. Chúng ta sẽ nghe con gà Nagame. Sang nói em gà rồi nè. Solo Liên Quân với anh Sang nè. Solo Liên Quân không? Trời em sao đánh lại anh được, cho em nghĩ gì vậy? Anh là bá đạo Liên Quân đó em ạ. À. Thôi. Liên Quân cầm súng bắn ha. Kèo đập kèo chí chóe luôn em à. Bây giờ đi đâu đây ạ? Lên khu lọc dầu chơi nè. Khu lọc dầu luôn hả? Ghê gớm vậy. Đi thôi đại ca. Đi thôi đại ca. Chúng ta phải làm gì hả đại ca? Con đường đâu đại ca? Con đường đại ca. 7 người này nổi tiếng là thông minh, kỹ năng phòng thủ điêu luyện, rất khó để có thể tiếp cận. 7 người nói là tiếng là cái gì? Cái gì kỹ năng phòng thủ điêu luyện? Kỹ năng phòng thủ hết sức điêu luyện. Đúng. Rất khó để có thể tiếp cận. Đúng. Đây đều là những cầu thủ thông minh nhanh trí. Vì thế chúng ta không thể bắt từng người được, mà phải đưa tất cả vào một hố. Những người này là những người thông minh nhanh trí. Nên chúng ta không thể bắt từng người được, mà phải đưa tất cả vào một hố. Wow. Đưa vào một hố. Bam. Chúng ta quên. Bọn em hiểu rồi đại ca. Bây giờ bắt đầu thế nào ạ? À thế à? Đại ca. Đại ca. Bọn hiểu rồi đại ca. Thầy coi cái lá nhìn thằng 3K. Thôi. À dưới đây có bắn nhau nè em. Hướng 345, hướng 345 dưới đồi. Cảm ơn Gia Long nha. Cảm ơn người anh ơi. Lai 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 lai. Ok, con phân 2 mạng. Lai 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 lai. Mày ra đây hot TikTok. Để em lúc đồ giùm cho anh sang anh đi đi. Tao thấy cái chó gì đâu. Lai lai lai. Ui da. Mèo. Nhảy từ trên đó nhảy xuống đau chúng chết luôn. Cái bài nghe được thằng em nó hát cái nghe như bd à. Lai 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 lai. Nghe như bd vậy. KBD. Ok bd. Chị bd. Thằng kem này bữa nào phải thử giới tính của nó bữa nha. Ai trên tàu quán nè. Gì trời, mình mới đi xuống cái trên đầu của người. Nó trên cao luôn hả kem? Trên chỗ anh á, rồi nãy anh đu xuống á. Xém chút nữa là mình chết rồi. Dưới còn nha. Dưới chỗ Na rồi nãy em đi xuống Na. Rồi xong. Dạ em chết bà này nè. Nó bắn đâu rồi? Mà sao nó bắn vô đầu em không vậy? Nó kìa bắn từ trên bắn xuống góc phải xong vô đầu được em. Uống công tôi à. Uống công tôi à, dễ đâu. Ăn hành là có. Bây giờ nó bao bao dây công nha. Ở dưới nhà. Còn anh. Còn anh. Vậy mọi người. Đấy anh. Nhà kem á, nhà kem ơi. Đi tới đâu cái chỗ hết rồi. Nhà đó anh thấy là nhà nóc chưa vậy? Chưa nóc hả? Chưa. Cho xin một kêu, xin một kêu. Xin một kêu. Xin nhân sao đó hả? Xin một kêu. Có kêu đó. Kêu đó. Kêu mẫu hiệu.
trời. Chưa mở miệng. Marlin. Em đi tới đâu vậy đó, hết người à. Đang làm gì nè? Xin kêu. Bên em nè. Chạy kìa, đục keo đi. Từ em cứu xuống ấy. Mất tầm bên đây. Cảm ơn Panda nhiều nha. Ui, 10k luôn. Yếu rồi Phúc ơi, nắp 1. Sao hàng rào đúng không Phúc? Na đừng bắn nhiều na. Na đừng bắn rồi nhiều. Rồi anh dộn lại một góc đó anh. Dộn lại góc kìa. Má, góc cái đầu mi á, nó vẫn còn kê tao kìa. Trời trời trời, ghê anh. Ghê anh. À, hên em hên. Trời, bắn hai viên đầu luôn ghê. Rùa mà, cái gì đâu. Nó chạy đi anh ơi, mày bắn xong mày chạy. Đang cứu, còn một cứu cho mày nè. Không, tao giết. Còn sau lưng anh Sang rồi. Mà thằng nó chạy. Nóc rồi, kem bắn nóc rồi. Không làm, cứu đâu sao anh vậy. Con anh Sang giỡn. Cho một kêu, bỏ nguy hiệu mọi người. Nó chết hết rồi. Trời ơi. Thôi hay em. Hồi nãy anh Sang bắn hơn thằng đó hai nhiêu đâu. Ghê không em? Ghê không? Chắc không có bật hack cái gì đâu nha em, yên tâm. Hèn nên nó hèn mà. Cây này 94 này bị lỗi nè. Bắn giật lên đầu, tự giật lên đầu. Hay thế. Anh kia vừa bắn anh Sang còn 170 mấy máu, là đút 2 viên 130 mấy máu. Anh nhớ là phú, anh nhớ là anh giảm dạ. xuống. Anh giảm xuống 60% rồi mà sao nữa. Ừ. Sao nó vẫn còn anh ơi, em đang bẻ cho anh mà anh khai gì anh. Không. Quên tắt mất kẻ anh ơi, quên tắt mất kẻ anh ơi. Đẹp. Đẹp. Hello, chào mọi người nha. Hồi nãy nó chơi nha mọi người. Hello. Mọi người. Công nhận xe này bắn lên tay hay không nhỉ? Ừ, mình xin ngay. Ý là bắn mới có 20% công lực thôi đó. Đúng. Em mới solo anh em mới dẫn hoài. Báo anh vị trí của nó đó thôi. À mà thôi. Cho con đây cho em nè. Nội ơi. Ôi đi gì ta. Trên cao lần. Chết thì rồi. Ê chứ. Đúng là sao. Ủa. Má. Đâu có bắn được đâu. Kem. Bắn không được à. Đây nè, em phải bắn lên trên cái thành ở trên á thì ở mới nổ chết nó, hiểu không? Nè, bắn lên trên cái thành đó. Đó, thấy không? Đừng có bắn ở dưới. Ở cái giờ nó không rồi, nó không chết à. Dưới anh nè em ơi. Đi bò anh. Đi bò anh. Cả nó đi. Chưa hề bắn đầu không nhờ. Kìa anh. Ôi. Trời đét anh, trời ngay ra cái cửa nhỏ anh. Cho đừng qua. Ủa. Đây. Trời ơi. Anh lo được em lo cho bản thân em đi. Anh lo được bọn này. Mày bo anh ơi. Anh Sang giết nó. À, em hết kêu. Bé. Sau anh ơi. Mình tỉnh em. Bao máu đi em. Trong nhà. Trên nóc. Trên nóc hai hàng luôn. Bắn hổ lụ cái chẳng cái thành á Kem. Hai Kem nó một còn nhỏ gái nhà anh. Trời ơi, thằng Kem bị bóp trong nhà anh ơi. Ơi, em bóp nhầm mở nút bắn à. Máu anh ơi, trong bo anh. Top 1 anh Sang ơi. Một anh ơi. Một. Mày thích thì ta chơi. Gì đâu.